ខ្មោចម្ចាស់ភូមិគ្រឹះនិងក្មេងកំព្រាទាំងពីរដំណើរពីរឿងបុរសម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាពុពុតគាត់ជាបុរសពោះម៉ាយមានមុខរបរជាអ្នកបបបាញ់សត្វព្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយនឹងកូនតាំងពីអ្នករបស់គាត់គ្រប់ពេលដែលគាត់ទៅបបបាញ់សត្វព្រៃម្ដងម្ដង គាត់តែងតែផ្ដាប់តាមកូនរបស់គាត់មិនឲ្យទៅលេងឆ្ងាយពីផ្ទះឬក៏ទៅលេងនៅទៅពន្លែក្នុងភូមិឡើយព្រោះខ្លាចលោកមានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងជាចៃដន្យមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយមានថ្ងៃមួយជាពោះម៉ាយហើយត្រូវមើលថែទាំកូនផងនិងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតផងពុពុតមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ណាមួយកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់នៅតូចតួចទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តយកប្រពន្ធម្នាក់ទៀតដើម្បីមើលថែទាំកូនៗនិងគ្រួសារ Con mọc tin nít tịnh mơ mọc chùm riệp xua mạ con tơ chùm riệp xua nè mình cầm hàng chân ấy hào mình tham mai tên nát con tầm bi mền hào con nít chia mà đại thầm mây rồi bọc con quát nâng trâu mơ thai con chùm nuốt bốc bê bốc mình nâu tự bỏ bánh sạch nơi khăn prey lúc rất lãng bụt bụt có bán tự bỏ bánh sạch tốt sọc đòn quát បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យប្រពន្ធចុងរបស់គាត់ជួយមើលថែទាំកូនកូនតាំងពីផងមុនពេលគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃចំណែកឯកូនកូនតាំងពីរបស់គាត់តែងតែលេងនៅមុខផ្ទះដោយសពដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្តីចេញបាត់ភ្លៀងពួកអាក្មេងតាំងពីលេងស្អីអ៎ឆាប់តែដងទឹកឲ្យពេញពាងទៅហើយនាងជាប្អូននេះតលៀងចានក្នុងផ្ទះហើយរៀបចំបន្ទប់ឲ្យស្អាតផងណាអ្វីក្រុមយ៉ាងមិនដូចការគិតរបស់ពុពុតឡើយ ពុពុតបានមកដល់ផ្ទះមុនពេលកំណត់គាត់បានមកតនខឹងប្រពន្ធចុងរបស់ខ្លួនកំពុងតែបំរុងនឹងវាធ្វើបាបកូនរបស់គាត់គាត់ក៏បានដើរទៅកាន់ប្រពន្ធចុងរបស់គាត់រួចស្ដីបន្ទោឲ្យនាងជាម្ដាយចុងកូនធ្វើដូច្នេះទៀតតែនាងជាប្រពន្ធចុងនោះមិនខ្ចីស្ដាប់សម្ដីរបស់ពុពុតឡើយបែរជាធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខឹងហើយថែមទាំងចោទថាមកពីកូនតាំងពីរបស់គាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ខ្លួនទៅបានជានាងចង់បីបែបនេះនាងជាប្រពន្ធចុងនោះក
phơi bạc mình từng pì, từng chết đấy, nó bị đại bụt bụt mình nở đó hôn. Nè, cho anh cài nhớ bà bụt, ai mất chui mơ thai con, rứ cổ, giọt mất, đầm bay vai con ai nhá. Nè chết khai rồi bà bụt, bán đuôi bạp gọt trên nét chế ca, vì rướng bà bụt chồng rồi bà gọt phơi bạc con từng pì rồi bọc luôn. Bụt bụt, ta anh ta lưu bị nè chỉ rơi rơi bì mọt mùi từ mọt mùi, thua ai gọt, tôi chết chỉ khăn, nà mùi, hát năng càng nghề phóng, gọt cậu bán thật lạc khôn trừ. Mình dưới bọn màn, gọt cậu bán thật lạc chào, con công sát tăng bì rồi bỏ gọt. Chắc bị bê nửa một, chỉ vất con bỏ sợi tăng bì, chụp tại phiếp sọc xài gốc bê bà lìa. Đói tôi tù rộng nơi các thuộc bà phim bật ai trong lực bà bộ kê, át miên luật ngày lai. Bộ anh tăng bì tớ sạp anh. À lớn ít, ở bộ rộng bọn anh sạp bắt tờ hơi, khi ả nàng chấm bộ anh tiết tê. Chấm, bọn anh chỉ con bỏ, tớ tệ bỏ bánh sạch nạc nông phê. Rì anh những mấy, chỉ bỏ ổn, tớ tui kì kạc nông phê. Bà mình được chứ tế, anh nhận đánh bộ anh mình ở đồn nơi không tên tế. Lưu ớt mình cũng sọt tăng bì, tờ khai ớt mình còn lại sẵn nờ, có dốt rôn tam ca bằng cục rõ bó niên trên mặt đá chồng nụ. Ca đã ở bốc sạp tờ hào, phía rồi cách bảo bánh sạch, bán thật lại tờ lơ cậu mà chịu bọn. Châm nay ai cách cạp tờ cục bạp giáng, thật lại lơ cậu mà chịu bọn, trên nhạc thua tình ọc. Thằng ngay mùi, bếp ai cậu mà chịu bọn cầm bốc tay chụp tờ. Nhiên chi mà đai trong nút cọp đá tăng tăng một. Đói mình bởi giặt có rồi ở tất chút tên nút bên đá ở niên chi mà đai trong nút đua ở cụt nâng rồi nghiệp cả đàn nút. Nhiên chi mà đai trong nút mình cầm hăng nâng cọp mà bởi ổn nha. Nhưng anh áo một chút tên rồi có chặt tất lượng tên nâng á. Vì mình tao mà bởi giặt luôn anh ta. Dì mình ní, hiên to mọt nâng anh tiếp.
mà đai chống có bán vô trong bọt với lơ cậu mai bà ôn dàng đầm nắm với ơi nên sợi dùng chiếc lăng có chuồn cậu mai bọn đã tự bọt bàn sẵn nốt có bán một đo là mồm cậu mai chiếc bọn nốt có bán rốt cho tờ trán nhưng mà đai chống nốt bắn đạo ơi nên tốt ốc quân bật đòn tiệt cậu mai bọn có chắp tay bọn sợi khắp làng rốt con nông khía rốt kích luôn tờ bạc nhưng chưa mà đai chống nốt khăn phòng chưa cút phòng còn ngớp không đánh tam chập mấy tầng pi bị cầu tái tam mình toán có tờ lập một tờ bình đời kết thai của mình tặng pin nữa vì rút màn ban phần màn máu vì nó tự lập một tèo bình hai rồi lấy cho mọi khán khu một rừng nơi cần đa bây sẵn chân ngông đi với mặt đòn mấy mà nó mà nè nà hết một nơi tình này lại rồi viết miếng bảo vật đó của ai phê rừng thuật mùi cứ cáp bị mốn tình ý cứ chếp phô mùi để mấy mà nó mà nè rút nơi ưu ọp hoàng đài còn tái chấp tăng pin mà chấp phùm cực sạp bạch tử mình xót tốt trọng sẵn bạch chạy ra nơi khăn phùm cực nụ tầm nâng bán sai phê lít lưu đo trong bộ cháu chứ bằng tò bằng tọt miên dục mùi lấy bằng tò bria bria plưu pin mệt cho bạc bạc chạy khăn nẹ phùm tình lại nông khía bảo mồi con cháu cho bà tiền bất thuyết đầy buồn ở chia ọc ca lọ bộ trong cháu đã miên bằng nón chóng cho tôi lùi trọng sẵn bạch đặc nông phùm cực nụ cả bán lô cho tử đó cho tử anh lưu thà tiền đi tại anh lưu tha đẹp ní có mình khói lương xa hai khăn nạ tay khói à nà khói mà chạp đẹp nâng nà với lưu nạ phung tha ai ta nẹ nà chỗ cứ mình ai chênh mực vinh lao ba chênh mực vinh bán ba mình chút có lọp sạch tệ đáy bảo việc khăn mến vì mình mến ngọt đi à chạp chô tư bộ cha tình nữ có bán chô tức nâng khu mực rừng nữ để ở trà cứ bộ kê khơi sốt tại hấp miếng chỉ trà nơi tình nụ thưa ở bộ kê tăng quý sợ mai chỉ khăn hai cậu ban non khỉ rom chỉ riêng nơi không bận tục miếng nụ rồi bộ kê cậu ban non khỉ rồi nhấp rồi nhả ta promo miếng tăng nụ đã mình khoa biểu với nơi trong bên phường là ពងតែប្រមូលមានពេជ្រទាំងនោះចាប់តែខ្លួនរបស់ពួកគេអណ្ដាតហោះឡើងលើព្រលឹងខ្មោចរបស់ម្ចាស់ភូមិក្រុងនោះក៏បានលេចខ្លួនចេញមករួចក៏ចាប់ទាញពួកចោរទាំងពីរនោះបោះចេញទៅក្រៅតាមបង្អួច ពួកចោរទាំងពីរក៏បានធ្លាយចេញពីក្នុងផ្ទះនោះ ហើយធ្លាក់ចំតំថ្មធំនៅក្បែរភូមិក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទាំងពីរនាក់ vừa ở nhà phùm từng lái nông khía chu cho rất một mờ xạ sọc vụ trao từng pin nữa phần lưng khói đã bao mà cha phùm một cửa nung cốt mân tần nà lai cứ cốt nó ta bắn to thay đặt xa tập sầm mặt đã bóc lún nó không có tên nuôi chân này đào yếu yếu tử thưa ở phùm là tình nung miết sập hiệp có bị thăng mà đà cứ vào lưng mà chạp phùng một cửa nút, tay tay chanh một ôi nhạc phùng bàn khờ, đã chỉ hát thua ôi nhạc phùng từng ọt, màn ách bàn to rồi nơi tìm nút bàn tiệt lời. Đã dịch đánh khai rồi à nâng khmòi phòng, nà mối khai nâng chào phòng, nhạc phùng từng ọt có nông khía rơ bà tẹp bì mật ông nút chanh tờ ọt. Mình giúp bàn mán, thua ôi bà tẹp cha cha rồi bọn nhạc phùng, khai tay chì tì chùm rộp rồi bó sạch bầy chì chả, đã lẽ luôn bốn xâm ngòm rồi nữ, rong chấm xí xanh xạ sọc, đã lùi bóng cho lùi trọp xâm bạc nông phùng một cửa nút. Rồi mấy anh trai bàn không bỏ mà chạc phương mà cứ xâm lập chơi rưỡi rưỡi. Nghĩa mong mơ không ai cầm sọt tăng pi với mặt đóng.
Bộ kế bán rút trên pin mặt đai trong ngọc rầy cho một đo khăn phương muối nâng khăn rầy nụ đòi kết thả bà hát trên mặt đai trong một bọc bộ kế nụ nâng màn ái rút toàn bộ kế lại mấy công sát tăng pi khá lấy mưa trong bên phùm nụ xuất tay sát rầy nâng phố chạy trá đại rôn nơi trong bên phía rạp bọn nạp hùng đại bọc bóng tròn khách bọn đầu với sát dùng khiêu khí hạ biệt bình rầy của ai bụi xâm bọn mơ trong mơ láng mấy tăng pi nụ khá bán khá lấy mơ khơi phùm một rừng nụ hát đôi chim mà nụ rôn nụ phụng một lần nữa miễn sập hiệp sát át thôi chứ nè đòi thay điện bạc rồi xìa ta hỏi cậu má tăng pì mình ban bài cho con ông bố phòng đài mấy tăng pì trên ao lăng nát rút đăng thang cho bác chị miễn nè rồi nơi hỏi có sách lăng lăng thang miễn nè nà nà nông tê tê ở nhóm xong hộp bàn một bèl phong miễn nè nà nà nông tê tê ở nhóm xong hộp bàn một bèl phong nếu không xài hàng mà chạp tiền mà đong hay mà đong tiền tay mình miên mà chạp tiền là xài tọt bình lại sắp tại phim nút lấn mà hộp à hà bán sai phía trên biệt nông tiền một cái bán đang chờ mà bỏ bóng bồn từng pì nút thưa ở cái mấy từng pì đó mình bán có bán đa tam được lấn mà hộp là chui ngục rồi hốt cho mà đong nông phù một cái nút cho tới đó, bộ kế bán khơi bài xâm lo riêng trong những xa đã trăm bị lợi tộc. Cậu mát chế bảo ổn xe rầy khơi phá liếm, sắp bê đầy cầm bộ tài khuyên phong nốt. Nếng, cậu bán rốt tới chạp dọc mùa hộp, tái trơ bóng bỏ khuất. Chốp sân, dân trái xong mà chạp tè kê sân bảo ổn xe rầy. Ôi xong mạch tớ, bảo mình khơi miên mà chạp tè phong. Chà ổn, phía ca tu miên rồi bảo ổn bốc dương hai mến tế. Quát bạp tha, mình trời dơ rồi bọn này nàng mà nè, đòi mình bán xong kia nụ tê. Con tay khi em khuyên nà bông. Lướt ở trên hời, cậu má chịu bông bó, có thái chàng bằng tịch. Khi nhóm xong ca ăn ở nhà bì mà chạp tê, nâng nẹ ta thai đã xa, nâng nông tê đi phong. Ní bố tài bộ dương, miên ca khuyên khăn bê, xong mê ta, ao bộ dương bán học bà hà đi phong. Chắc phụ mặc lực tăng đầy tăng bộ phụng, các đại lực được trình hỏi có miễn dịch đầy ảnh hật ả sâu đó cậu mà cầm sạch tăng tùy nữ chi ảnh này. Chấm nay anh niêng mà đai trong ngọc rầy vĩnh, đai mình khơi cậu mà tăng tùy với thật lập mọc tèo vĩnh. Niếng, cậu bác đa tạo tam lời đại khuôn, bác rốt đánh chập của mình tăng tùy cá bì mà sơ mình. Vế đai trời tử, niếng cậu bác đa mọc đó khơi cậu mình tăng tùy cầm bốn tay cho nó một phụ mặc lực nữ. Nơi tìm nơi tế ấy bộ ạc mình chẳng rãi. Nếu cậu bán sức tử vi hãy thêm tạ xua các mình tầm pi nữa tham mà chạp tên nữa trên ạ nà. Kháu bị đăng thà các mình mà chạp tên nà tiệt nô tế. Nếu mà đây trong ạp rầy nữa các tử vi các mình tầm pi khăn lăng khăn là mình hốt đo sẵn lọc. Đời khuyến phát tế ngắt, nếu chưa mặt ai trong nó, cậu bán cho rộng 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 bóng miên nằm lại nơi khăn phát tế. Đà đá rồi hơn một đo mặt tục rộng bóng mặt chạp tế. Về nó, nếu khơi học nghề chỉ trả hơn sân thấp sân thuộc. Đã dịch đầy lục lún, mất lòng ao dũ, nếu cậu bán rộng tới áo cổ sao phập miên tên nó, chẳng có đáy xa bài để đi bồn bề. Vách nước đá sắp tầm miền bụng ác xe rộp bước chạy tràn hốc tranh bị lờ bị đàn, chân chén huyết xâm tạo từ rộp miếng đau dịch tay rộng phơ bị đưa chạy khẳng miếng mình bán chạp vào rộng mới khơi nhỏ với chung bình thường lại mới khu sang mà chạp phùm một rừng bán chụp sạch bước chạy tràn lẽ cho bị lờ bị đàn lấy chân chén phụ tế rộng quát chung bình thường nên chạy mặt ai chống rối huyết có bán chạp nâng rớt khu đọc bán nên chạy tràn nên chạy mặt ai chống lúc bán tơ bông ra rồi. Hỏi, có rất chân biệt nông phùm mặc rừng nữa, xâm tác tập tè rồi bọc luôn mình. Con tài, đáy âm này, cứ rồi bọc sạch bụt lại bán chắc luôn rồi bọc niếng. Tôi bảo ở niếng đách cho sạp liêm tay mà đóng. Đúng nguyên nhiên rồi bọc mà chắc phùm mặc rừng, bán chui sân cừu cậu má công sạch tăng pì ở đăng luôn làng vậy.
្រោយពីបានដឹងខ្លួនឡើងវិញកុមារទាំងពីរហាក់បីដូចជាមិនចាំអ្វីទាល់តែសោះហើយពួកគេក៏បន្តរស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះនោះយ៉ាងសុខសាន្តសូមជន់រឿងធាតខ្មោចនាងចរិយាចរិយាគឺជានារីម្នាក់ដែលមានរូបឆោមស្រស់ស្អាតដាច់ពីគេឯងនៅក្នុងភូមិឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនាងជាខ្លាំងប្រៀបបាននឹងគ្រាប់ពេជ្រប្រចាំគ្រួសារព្រោះថាដោយសារចរិយាមារយាទឧស្សាហ៍ព្យាយាមនាងតែងតែជួយធ្វើកិច្ចការក្នុងផ្ទះមិនមានទាស់អ្វីសោះឡើយអ្នកម៉ែឆាប់ទៅសម្រាកទៅទុកឲ្យកូនជាអ្នកធ្វើវិញមិនអីទេកូនការងារប៉ុណ្្នឹងម៉ែអាចធ្វើបានអត់អីទេម៉ែម៉ែឆាប់ទៅសម្រាកទៅណាដោយលឺបែបនេះក្នុងចិត្តរបស់ម្ដាយចរិយាញញឹមក្នុងចិត្តពេញចិត្តនៅបំណងល្អរបស់កូនស្រីខ្លួនតែជាកូនល្អកតញ្ញូដឹងគុណនិងចេះជួយទុកធរៈម្ដាយមិនឲ្យម្ដាយនៃហត់ឡើយបន្ទាប់ពីបោះសម្អាតរួចរាល់ហើយនាងមិនដែលទុកពេលទំនេរអត់ប្រយោជន៍ឡើយចរិយារមែងតែតែឆ្លៀតពេលទៅជួយជំនួសដៃឪពុករបស់នាងដែលកំពុងតែឲ្យចំណីមន់ទាជាដើមមកពុកចាំកូនជួយអឺចាំកូនដាក់ចំណីមន់នេះទៅពុកទៅដាក់បាយជ្រូកនៅក្រៅផ្ទះហើយណាចាពុករាល់ពេលដែលចរិយាចេញមកឈរនៅខាងក្រៅផ្ទះម្ដងរមែងតែងតែមានបរោះក្នុងភូមិជាច្រើនឈរនៅក្បែរនោះរងចាំសម្លឹងមើលសម្រស់របស់នាងដែលមិនដាក់ភ្នែកឡើយអេចរិយាកំពុងធ្វើអីហ្នឹងឲ្យខ្ញុំជួយបានអត់ធ្វើការងារអីធ្ងន់គុណអញ្ចឹងខូចដៃអស់ហើយណែចរិយាខ្ញុំបេះផ្លែឈើពីចំការមកផ្ញើនាងណែចរិយាមិនដែលឆ្លើយតបទៅបរោះទាំងនោះឡើយនាងគ្រាន់តែញញឹមដាក់ជាការគួរសមរួចក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញនាងប្រៀបបាននឹងស្រីគ្រប់លក្ខហើយគេចូលផ្ទះវិញបាត់ហើយស្ដាយដល់ហើយថ្ងៃនេះនាងនៅក្រៅផ្ទះតែមួយភ្លែតអើយតោះទៅផ្ទះវិញគេមិនយកយើងទាំងអស់គ្នាទេងាកមកមើលក្នុងភូមិជាមួយគ្នានឹងចរិយាក៏មានបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះថាសវណ្ណដែលបានលួចប៉ងស្រឡាញ់ចរិយាជាយូរណាស់មកហើយហើយស្រឡាញ់នាងងប់ខ្លាំងជាងអ្នកណាទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែរំអុកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងធ្វើជាគូជីវិតពុកកូនមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ពុករឿងអីអ្ហាកូនកូនបានលួចប៉ងស្រឡាញ់ចរិយាជាយូរណាស់មកហើយកូនចង់ឲ្យពុកម៉ែចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងធ្វើជាប្រពន្ធបានទេកូនអើយម៉ែក៏ចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងឲ្យកូនដែរប៉ុន្តែចូលកូនសម្លឹងមើលត្រកូលគេនឹងយើងដូចជាមិនស័ក្តិសមនឹងគ្នានោះទេមែនហើយកូនគ្រួសារគេមានទ្រព្យធនជាច្រើនជាងយើងពុកមិនហ៊ានចូលស្ដីគេទេខ្លាចគេមិនឲ្យនៅដូច្នេះសវណ្ណទម្លាក់ទឹកមុខចុះរួចក៏និយាយទៅម្ដាយថាបើមិនបាននាងធ្វើជាប្រពន្ធទេកូនសុខចិត្តស្លាប់មានថ្ងៃមួយនាងចរិយាក៏បានត្អូញត្អែពីអាការៈរបស់ខ្លួនទៅឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាពុកម៉ែកូនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនទេដូចជាគ្មានកម្លាំងកំហែងក្នុងខ្លួនសោះអូយ៉ាងម៉េចនឹងកូនកូនឯងចេះតែម៉េចនៅក្នុងខ្លួនបើនៅតែមិនស្រួលចាំពុកទៅរកពេទ្យមកមើលកូនណាមិនអីទេពុកម៉ែកូនទៅសម្រាប់មួយផ្លែតប្រហែលជាបាត់វិញហើយ
đói ác ca rạc rạc bó chạy ra. Vì mỗi ngày tới mỗi ngày chết tay mình sửa tờ mình sửa tờ. Ở bốc mặt ai rạc bó niếng. Bán tờ anh chơi group bệnh mô bình đất niếng nơi ếp tìa. Nè, chẳng mạch hai lục group bệnh. Ô nè, ô mình mình ai thôn ngờ tì. Tỏ, lục bóng tờ cỡ này dễ khen vinh. Bạn tốt bị group bệnh, bán bình đất chạy ra rụi rõ hỏi. Group bệnh, bán bạp tờ bốc mặt ai rạc bó niếng thà. Chạy ra, các chung ngư chung lại mà dàng, để khuyến nam mà nè áp chịu ba bàn lời. Mình ọt chật, ở bóng mặt ai đã bỏ chạy ra, bán xoay đồ group web xếp xanh tiệt lọc mờ niềng. Còn tại, sự thân lập hiệp chung người đã bỏ niềng chết tới thương ngôn thương ngôn làng. Nếu quay đại trạng giá thật lạc luôn trừ khẳng, ta anh ta miên vọt tầm miên công lọc sở văn nơi tì nút, chỉ mỗi group bếp đại bán mọc bình nhật mơ niên trên nhật trực cao phòng đài. Mai, con, xong lên nạ mình con tầng bì hai. Ba miên chết cây mến. Con, xong cạt một chị con đã bọc bọc mai mà đong tiết má. Con, cùng mì dậy được chứ này. Con xong lánh mì mặt đai. Mình yêu con mến, chạy giá, có bán lia chạy lộn mít, đang của mình vậy. Thôi à, bọn mặt ai đã bỏ niếng, chưa phải xét công lo sơ văn. Sẽ dùng tôi xong xong vay, anh lúc hòa lại chưa bước về. Lúc sạch láng, ở bốc mặt ai rồi bó chạy ra, bác nếp trong tục đặt đồng có sọc đã bỏ niếng nơi khăn hồn vọt rung trăm bầu chìa. Cô lấy mong mơ công lọc sơ văn vĩnh, bằng tốt bị chạy ra sạp tử. Cốt, mình hộp bài mình hộp tực sắc. À răng rồi bó cốt, nơi tên nực kịch đo rụt niếng ẩn lại. ហើយអ្វីទេវតាក៏បានថមមេត្តាប្រឡាយនឹងល្អមែនឲ្យចាក់ចាក់ចូលក្នុងនេះលឿនឡើយពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់សវណ្ណក៏ដើរមកដល់អ្នកសម្លាញ់រែកឯងមុខខ្មៅដូចខ្មោចអញ្ចឹងឯងមានរឿងអីណាគ្នាប្រហែលជាមិនរស់ទេមិនអញ្ចឹងអត់អីទេគ្នាទៅមុនហើយណានេះចាំងនឹកឆ្លងក្នុងចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីរបស់សវណ្ណ Lúc đó bê dục sinh nhật, còn đá át riết, đá dịch đầy sở lành ngốc ngôl bê. Sở văn, đá tất cả ba mươi chú rồi bỏ nên chạy ra giá, đá kết đồng co tục nó khăn vọt. Rồi, phút con này dạy thà. Nhưng mình ảnh rút mình nẹ bán tí, hào khi nhóm có mình ảnh nẹ rút nâng ai cầm nẹ ảnh đá. Bồ chóc, sở văn, cậu bác cũng rộng một chú rồi bỏ chạy ra giá. Rước coi chô tật đầy óc sập rồi hốt đó đá kết cho sạp, nó khăn ngốc hoàng đài. Phật lãng, công cổ xa nâng sát nhiệt chỉ trang, bán cho mơ nẹp lục dốc lưng bồ chìa sọc đọc bò chạy đầy giá. Đã mần bàn đăng thẳng, sâu quán sắp mặc nông lên lời. Còn lát ngày hỏi, lâu nơi tờ cháy môn rừng lột tiết. Rốt trăm dù bế, cổ xa sát nhiệt có bán tới phía xa bay ngày tròn sân, tùm rôm tê phương lột lột. Bạn tốt vì chẳng đã chỉ một đợt bỏ sở văn, mình tình là lời. Rốn chăm tôi tập lưng đột lột ở. Rồi, có tập rộng mô thiết đợt bỏ nhìn chạy giá, đã cho tôi nông thân dìa mùi. Đây sẽ lành lỡ chạy ra khẳng, bỏ rõ chắn. Có bán sư phí thiệt niên chú phúc tư cân bây hân nập biến đồng bây tôi chụp nâng ta ấy xây mà nè.
tí ác xong rồi bỏ lục ta ấy xây hơi. Bỏ rõ chắn, có chấp đám tuyên dung sọc, riêng rõ rạp đó lục ta ấy xây thả. Lục ta, xong lục ta mẹ ta chui bỏ, đó bỏ bốn cái nhóm phó. Ôi niêng, rù riêng miên chỉ vật làng vinh. Niêng cứ chỉ xây là ổ cực lẹ. Đại nẹ phong tiền phụng, xô lánh, ăn nật cực cực cất nì. Đau xích đầy ăn nật, lục ta ấy xây, có bán xe mà thị, đồng bây bỏ niêng chạy ra ấy rù làng vinh. Lúc ra bị ta xa mạ thị rụi hỏi, sắp tập liềm nút, thiệt nút, có bán lệch lộ làng. Chỉ rút nguyên trả giá nâng bộ rõ sơ văn. Lúc ta ấy xấy, có bán xua tất cản bộ rõ chân thả. Nè cháu, kranh ai bạp thà, niên cứ chìa bộ rõ bỏ ai mên tê. Hỏi mà đạch, miên bộ rõ mà nẹ nịt đai. Kranh cháu, rư, thiệt nịt trở lòng bà đây bà đá tiệt đâm. Bộ rõ chân. Sở lăng căng, tôi cầm nịch này dây ở vầy mình cả. Lúc ta ấy xây, bằng tốt bồi thang. Ê lời ni, ta mình toàn lượt niên. Ở nền nam mình nẹ bàn lời. Rùa miên mình ưu bảo đo tụi bì nè. Đôi chân nè, trời ta xua cháu xây. Đã chỉ nẹ cần đa sân. Ta cháu xây, xa mãi rơi giấc mùi nà. Lưu hỏi, bồ rò chắn. Có cách xong đây rồi bắt lúc ta ấy xây thang. Trời ta bàn mực nhóm cả rần nà. Rùa nhóm cả rần nà, chỉ nẹ rơi thiệt niên mực. Lúc ta ấy xây, có mến bồ sát thà. Ừ, cháu khẳng ní không rớt thiết mực ai ta chùi bỏ. Được chứ nét, kế cổ miên côn nạ đây. Ta nương xâm ra chất dạng nà. Nhiên chạy ra giá, ra bị bàn đắng thương rồi làng vĩnh. Có bán ở dây từ các lục ta ấy xây thà. Cảm ơn lục ta. Cô ắt, miên côn tốt bậy đôi chưa bậy đa. Đại bán bằng cát côn, ai miên chỉ vật thamay làng vĩnh. Ai bỏ ra đại bán sưu sạp cho mùi khí nhóm. Bởi cả rần nà, tốt đôi chưa bật đây. Rùa. Mình nghĩ lúc rõ nà, đầy mình chất mơ, hiếm đôi chỉ vật bạp như tê. Chẳng nay ai lục ta ấy xấy, có nghĩa một số bỏ rõ chàng vinh. Mệt hai cháu, bình chất tê, ban thần hạ chỉ ở bộ kê tiếng phi nè, cứ chỉ kết dụ hạ đào thông thê nà. Bỏ rõ chàng, có bố tọp vinh thà. Vẫn tái khi mình chẳng ban, khả nạ nâng kết dụ hạ ni tê. Chàng, có ban khấn, rất có rõ tranh bị tình lục bà tờ. Trong cáo, lục ta ấy xấy, bán xong cốm sơ văn, nâng niên chạy ra ở bán chếp đầy bộ nâng khí đối bông nâu rồi bỏ bộ kê. Xong mê ta chụp like nâng xe. Hãy subscribe, đồng bấy tựa bàn đường thầm mây, xong ọc cùn.